em đến như vậy là sớm nhất rồi đó. Anh có mời đủ bạn bè không? Em à, đây chỉ là buổi họp mặt thân tình với vài người bạn thân thôi. Anh thích như vậy đó. Trầm Hương, có mặt em là đủ rồi. Nè em, chúng mình quen nhau được bao lâu rồi hả? À, gần 2 năm. Trong những ngày đầu em bước chân lên đại học. Hương ơi, một buổi chiều nào mưa rơi, lất phất anh gặp em đứng trú dưới hàng mẹ. Và quen nhau từ dạo đó đến hôm nay anh còn nhớ từng ánh mắt nụ cười của em lung linh trong nỗi nhớ em đêm. Đã là bạn thân với nhau rồi có rất nhiều kỷ niệm trôi qua, nhưng anh sẽ không bao giờ quên được những ảnh hình của buổi đầu tiên. Chúng ta có lắm bạn chung trường nhớ sao cho hết những lần quen nhau. Chỉ có em là nhớ nhất trong đời, anh giữ trọn kỷ niệm mà thôi. Trầm Hương, em đã mang đến cho anh một mùa xuân, một mùa xuân đầy ước mơ và hy vọng. Trầm Hương ơi, anh yêu em. Anh Kỳ, đừng vậy. Bích Hà, thấy gì không? Tôi không thấy gì hết nghe. Hào, Hào quậy phải không? Sao giờ này mới tới vậy? Cái bà Bích Hà này nè nghe, bà diện cái kiểu gì mà mắt tao đợi muốn tàn cơn gió bụi. Vừa vừa thôi nghe anh Hào, cả trường này ai cũng biết anh là Hào quậy xạo số 1 mà. Vừa vừa thôi nghe Bích Hà. Ê, kỳ này Nam về kịp không? Alo, có cái gì mà sao nổi quá vậy? Ồ, Nam bụi đời về tới kìa. Cái thằng mới nhắc xuất hiện ngay. Nam bụi đời lĩnh ghê. Ê, hello anh Nam. Hà e anh chẳng kịp về đâu. Đã hứa rồi tôi phải về thôi, đâu có đành để các bạn chờ lâu. Tụi tao chờ mỗi khổ, tưởng đâu mày hứa lèo. Bạn bè không mấy đứa, thiếu mặt anh cũng buồn. Nam à, mấy tháng rồi mày dài dạng phong sương, sao nét phong trần dữ dội vậy Nam? Mày đã về coi như đủ mặt, thôi bây giờ ta bắt đầu đi. À Nam à, thì tao giới thiệu với mày nha. Để mày nhìn coi có quen không. Anh Kỳ à, Trầm Hương về. Sao vậy Trầm Hương? Nãy giờ tưởng các anh nhắc nhở tới ông Nam nào, không ngờ là ông Nam tự cao tự đại. Hương, thằng Nam là bạn thân của anh, nó đã có làm gì làm lỗi em hả? Anh cứ hỏi ổng á. Thật sự tôi không nhớ gì hết. Đó, tôi đã nói ổng là đại quân tử nên ít quan tâm đến những việc đã qua, với tôi thì lại khác hơn. Nợ của ai tôi giữ mãi trong lòng, ghét ai thì tôi ghét đời đời kiếp kiếp, và bao giờ cũng cư xử bất minh. Tôi thích những người thẳng thắn như cô, chỉ xin cô hãy nói rõ ràng hơn. Mới cách đây chưa được 1 năm, đem liên quan văn nghệ liên trường, ông đã nói gì còn nhớ hay không? À thì ra cô Trầm Hương. Ông nhớ ra rồi chứ gì? Hai người đã có gì với nhau phải không? Có bộ dữ dằn à. Ông sắp xếp chương trình đơn ca, em đâu phải là ca sĩ chuyên nghiệp đâu, chỉ hơi lạc giọng có một chút mà. Ông xài xẻ em như vậy đó. Nó nói cái gì Trầm Hương vậy? Ông nói lúc nào tiễn cô lên đơn ca vậy? Cô chỉ về hát sườn được cho mấy đứa trẻ nó ngủ thôi, mà anh nghĩ coi có tức không? Cái thằng mất lịch sự, nói chuyện với phái đẹp mà không biết giữ ý giữ lời vậy trơn. Thật ra thì do công việc mệt mỏi tôi sinh bực bội. Đêm ấy tôi có định tìm cô để xin lỗi, nhưng rồi ngày qua ngày tôi lại quên mất tiêu luôn à. Hôm nay cô nhắc lại. Không phải để cho ông xin lỗi, mà tôi muốn nhắc nhở với ông một điều. Những người có chút tài năng đều mang một chứng bệnh trầm kha, sức tự mãn ở trong lòng. Cô à, cô cố tình nghĩ tôi như vậy vì tôi đã là lời xúc phạm. Sự thật giữa tôi và cô chưa hiểu rõ nhau tận tình. Kẻ tự mãn trong lòng sẽ không bao giờ làm nên việc lớn. Đó là ý
mới gặp nhau mà đã gây cấn với nhau rồi thầy. Chúng con kính chào thầy. Nè, các con vào nhập tiệc được rồi đó, có bia đó, lai rai đi, thầy trao đổi với Nam chút việc rồi thầy sẽ vào sau. Con xin phép thầy. Dạ, con xin phép thầy. Thưa thầy, mấy hôm nay thầy có khỏe không thầy? Như con đã biết đó, đến một cái tuổi nào đó người ta cảm thấy mình như chùng chân mỏi gối. Như người xưa đã nói, lực bất tòng tâm. Thầy đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng trí tuệ của thầy vẫn còn sáng suốt đó thầy. Đó là những đốm lửa sao, những phấn đấu còn sót lại. Mà con đường đi tới còn quá thênh thang, chỉ mong thế hệ các con còn nối tiếp thực hiện những ước mơ còn dang dở của biết bao người đã ngã xuống vì non sông. Thưa thầy, con nguyện ghi tâm những lời thầy đã dạy báo ân cần. Từ trong bơ vơ thầy dìu con rạng sáng, cho con một con đường tìm ra lẽ sống hôm nay. Đất nước ngày mai phải ấm no hạnh phúc đến tận người. Trách nhiệm các con thiêng liêng to lớn vô cùng, phải hết sức hết lòng mà đẩy lui nghèo nàn lạc hậu, bảo vệ giữ gìn dung liên dân tộc từ ngàn xưa. Thưa thầy, con cảm ơn thầy đã đặt nhiều kỳ vọng, nhưng thầy ơi, con còn lo đôi mắt mẹ hiền, nghĩa thâm sâu con nghe mình chẳng vẹn tròn. Đúng, con phải dành thời gian lo cho mẹ trước nhất. Còn bản luận án vì đồng bằng sông Cửu Long, thầy trò mình sẽ bàn luận sau. Dạ kính thầy, con có được phép nghe chuyện trao đổi lý thú giữa thầy và ông Nam không? Được chứ, con phải gọi là anh Nam. Nó chỉ học trên con có 2 lớp mới đậu kỹ sư. Nó vừa là học trò, vừa là đứa con đỡ đầu, mà thầy rất thương yêu và cũng hết lòng tin tưởng. Nó ấp ủ trong lòng mà bao nhiêu điều khao khát. Dạ thưa thầy, thầy quá lời người ca, dễ làm người ta tự mãn. Xin ông Nam đừng có buồn, tôi nghĩ sao thì nó. Hai đứa này chắc xung khắc nhau rồi. Cô mặc cảm về tôi nên suy tưởng thiếu công bằng, muốn đánh giá cho đủ đầy cô phải tìm hiểu nhiều hơn. Vậy là ông đánh giá lại tôi là kẻ nông cạn chứ? Nhưng giữa hai người ai nông cạn hơn ai? Con xin thầy phân xử công minh ạ. Hai đứa đều có cá tính đặc biệt nhưng gần như giống nhau, đều thẳng thắn đến độ không sợ phiền lòng người khác. Đó là một đức tính tốt nhưng dễ bị vấp ngã trong cuộc đời. Vâng, thưa thầy, con hiểu. Tính cương trực như con dao hai lưỡi, dễ gây cảm tình với những người tốt nhưng cũng dễ làm mất lòng những kẻ xấu. Mà bất cứ trong hoàn cảnh xã hội nào lại không thiếu gì kẻ xấu. Vâng, thưa thầy, con đã hiểu. Thôi thầy vào trước à, hai đứa cứ trò chuyện nhau đi, rồi vô sau vui với bạn bè. Vâng, dạ. Kính thầy. Ông Nam, tôi hỏi thật ông có bạn gái không? Sau nhiều năm dưới mái trường, tôi có rất nhiều bạn gái. Tôi muốn hỏi bạn thân kìa. Sơ không ít,
mà thân cũng nhiều. Tôi nghĩ khó có cô nào thân được với ông. Cuộc sống mà thiếu bạn thân sẽ khô cằn như sa mạc đó. Tính chất của ông khó gây cảm tình với người khác phái. À, nói chung là khó gây cảm tình với những người mới quen. Đó là một yếu điểm của tôi. Sửa hoài không được cô à. Ông biết tại sao không? Cô nói đi. Ông may mắn là một người thông minh học giỏi, dễ thành đạt, nên tưởng rằng mọi người chung quanh đều tội nghiệp và đáng thương. Không, không phải vậy đâu cô à. Tôi không bao giờ dám nghĩ tha nhân chung quanh tôi đều tội nghiệp đáng thương, mà tôi tự cho rằng chúng tôi mới là người sống đời tội nghiệp đáng thương. Tôi vốn nghèo, ai ai cũng thật cao xa, hiu hắt đời tôi. Cùng bất hạnh lớn dần lên trong hoàn cảnh khó khăn. Mẹ tôi phải chịu bao cay đắng nhọc nhằn nuôi dưỡng tôi bằng mồ hôi nước mắt và có những đêm thu mưa dầm xuôi suốt. Mẹ thức trọn đêm mưa trong căn nhà dột nát tiêu. Mẹ đã chôn vùi tôi thanh xuân cho tôi được cấp sách đất trường. Thương đã vô tình gửi lại niềm đau xót. Mỗi con người đều có một nỗi đau riêng. Tôi âu thơ lớn dần theo năm tháng thì mắt mẹ hiền yếu dần với tháng năm. Có những khuya sương mẹ thức giấc âm thầm luộc từng củ khoai cho con ăn buổi sáng. Anh Nam, Hư có những lời vô tình không đúng, mong anh niệm tình thứ lỗi cho. Không, không nhận xét về tôi rất đúng. Anh Nam, Hương là cô gái được thương chiều từ thuở bé, nhưng cuộc đời trải rộng một màu xanh. Mỗi bước đi thấy hoa hồng, hoa cúc nở nên dễ nhìn sai mỗi cành trên đời. Miệng tâm lòng hương nhân ấy với mọi con người. Sợ không đủ trang trải hình bè bàn, sợ sai lầm trong cư xử đơn sơ. Tuổi trẻ chúng ta không ai tròn vẹn cả, miễn sao giữ không thổ thẹn với lương tâm. Anh thương mẹ làm cho hương bồi hồi suốt đông mai chẳng chành, lòng rao ra nhớ tình quê nam. Gửi lại niềm đau xót của anh. Có những lần theo mẹ về quê ngoài, mùi hoa cao ngào ngạt lúc đêm về. Tôi đã cất đắm trong lòng bao nét đẹp dịu dàng quê hương. Hương và anh có vài đặc điểm giống nhau. Cũng yêu quê ngoài mỗi lần về qua sông Mỹ Thuận.
nhìn mặt nước mênh mang, lòng hương trải dài thân tan theo sóng nước xôn xao. Sông vô Trường Giang buồn điệp điệp, con đò xuôi mấy nước sông sông, thuyền về nước lại sâu trăm ngã. Cuối mùa cành khô lạc mấy dòng. Trầm Hương cũng yêu thơ. Thơ là châu ngọc của văn chương, nâng tâm hồn con người lên đỉnh cao bát ngát. Thì ra tâm hồn của chúng ta cũng có những điều hòa hợp được chứ. Anh Nam nè, sao anh không đưa bác gái đi chữa trị? Có rồi, bác sĩ bảo là phải thay thủy tinh thể. Tôi đang cố gắng để lo cho đủ số tiền. Thôi như thế này, anh cứ lo phần anh, Trầm Hương và các bạn có thể phụ tiếp thêm phần nào đó. Kìa, Nam về hồi nào? Dạ con chào cô, con mới về đó cô. Trầm Hương, Trầm Hương đến hồi nào? Xin chào cô, con đến nãy giờ. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Thưa cô, con mới gặp Trầm Hương lần thứ nhất. Thưa cô, lần thứ hai là đúng hơn. Mới gặp nhau một đôi lần mà trong hai đứa có vẻ tâm đầu ý hợp. Thưa cô, lúc mới gặp anh Nam này trông dễ ghét lắm. Bây giờ thì có cảm tình rồi phải không? Thằng Nam thông minh học giỏi, thầy con cưng nó lắm. Chỉ tội cho nó là quá nghèo. Thầy và cô đã tận tình giúp đỡ, nó mới được học hành đến ngày nay đó. Thưa cô, con không bao giờ quên ân trọng của thầy cô. Thôi, con hãy vào vui với các bạn. Cô có chút việc riêng với Trầm Hương. Dừng, con xin phép cô. Trầm Hương. Dạ. Ba má con có khỏe không? Cho cô gửi lời thăm hỏi. Xin cảm ơn cô, con sẽ chuyển lời. Thật cô không ngờ cửa tiệm vàng bạc của ba má con to như vậy. Cô đã có đôi lần ghé qua thăm, trong những lần cô vô chợ lớn, ba má con cũng mừng vui dồn dã, rất ân cần thân mật với cô và cũng luôn thăm hỏi thằng Kỳ. Ba má con vô quý cô, thầy đã sống trọn với nghề thanh cao. Cô mong sao gia đình hai họ sớm kết chặt mối tình. Của con đang lo việc học hành, chưa dám nghĩ điều gì khác hơn. Các con vẫn tiếp tục đến trường, cô mong là một cuộc hôn. Thưa cô, con chỉ mong giữ được tâm hồn vô tư trong sáng suốt những ngày tháng con ở dưới mái nhà trường. Trầm Hương. Dạ. Các bạn đang đợi con trong đó. Vâng, con xin phép thầy và cô. Bà lại đi làm tóc mới về đó. Ông không bằng lòng à? Không, nhưng theo tôi nghĩ thì mình lớn tuổi rồi, đơn giản chừng nào tốt chừng đó. Ông nói vậy, mấy bà thương gia, bà giám đốc bạn tôi á, mỗi ngày đều đi làm tóc, mỗi tuần đều vô mỹ viện. Mấy bà nói tuổi càng lớn thì càng phải bảo vệ sắc đẹp để gìn giữ mấy ông chồng. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh cuộc sống khác nhau, chúng ta phải biết an phận. Lúc nãy bà nói gì với Trầm Hương vậy? Có gì đâu, tôi thấy nói với thằng Kỳ quyến luyến nhau, tôi định lo tương lai cho hai đứa mà. Bà cứ vậy, chúng nó còn đang học hành, đừng có nhồi ép vào đầu chúng nó những ý nghĩ dẫn dơ. Tôi lo hạnh phúc cho con tôi mà ông cũng không bằng lòng nữa hả? Thôi, tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Thì quê vẫn là tình quê.
cái quê hương với tình quê. Má, má khỏe nhiều không má? Má, lúc này con phải đi nhiều nơi, bỏ má một mình thật con không yên lòng chút nào hết á. Con à, công việc của con á thì con cứ đi, má tự lo cho mình được mà. Giả lại lúc vắng con á cũng có người đến đây giúp đỡ má. Má, ai vậy má? Cái cô gái mà trước đây má dạy cắt may quần áo đó, bây giờ cô ấy đã mở một tiệm may nho nhỏ cách đây không xa con à. Ừ, để con nhớ nha. Rồi, con nhớ rồi. Cái cô Ê, anh Nam, anh về nào vậy? À, cô Lài mình giỏi hả? À, tôi về chiều qua. Bác à, con có mua ít cam và sữa, bác uống lý thảo. Ý mèn ơi, cháu đã giúp bác nhiều việc rồi, con mua hoài chi cho tốn tiền vậy? Có bao nhiêu đâu bác, bác đã dạy con thành nghề, con chưa có đền đáp mà. Cô Lài ơi, cảm ơn cô nhiều lắm nha. Thôi, em không nói chuyện với anh nữa đâu. Ủa, sao vậy? Thì hồi trước anh gọi em bằng em, rồi bây giờ gọi bằng cô, nghe kỳ cục quá à. À, tại vì hồi trước cô... quên, xin lỗi nha. Sao? Hồi trước em còn nhỏ xíu à. Còn bây giờ lớn quá chừng luôn, ai biết đâu mà gọi. Lớn thì lớn chứ, anh cũng lớn vậy. Càng lớn chừng nào thì anh phải gọi em bằng em chừng đó, để yên lòng yên dạ của người ta. Chứ anh đừng có ý mình học cao hiểu rộng, rồi cứ dễ người ta dốt nát ngu. Anh không dám đâu. Chỉ làm tội nghiệp cho người ta, vì không được học hành bao nhiêu nên nói năng rất dùng về. Lại à, em trọn nghĩa trọn tình với mẹ anh như vậy, thật lòng anh vô cùng quý trọng. Và lúc nào anh cũng xem em anh như là em gái của mình. Thôi, em nhất định không thèm. Sao vậy? Để anh xem như là em gái. Như vậy phải xem là gì cho em được vui lòng vừa ý. Anh xấu à, không chịu nói đâu, tự một mình anh suy nghĩ lấy. Chà, bắt anh suy nghĩ, biết suy nghĩ sao nè. Nè, nếu mà anh nghĩ mãi không ra thì anh cứ tiếp tục nghĩ thêm. Nam à, em nó chọc giỡn con đó. Cái thằng không biết gì hết trơn à. Thôi, hai đứa ở nhà nha. Má sang nhà con Út dạy nó cắt cho xong cái mẫu áo dài. Dạ. Kìa, Trầm Hương. Chào chị. Cô cứ tự nhiên, tôi đi liền bây giờ. Chị là bạn học của anh Nam. Không dám đâu, tôi là thợ mai. Anh Nam, em đi nghe. Anh Nam à, em và các bạn đến bệnh viện đóng trước một số tiền, sau khi chữa trị xong sẽ đóng hết. Thứ ba tuần tới này anh đưa bác gái đi điều trị. Đây, giấy biên nhận đây. Trầm Hương, ơn nghĩa của Trầm Hương và các bạn bao giờ tôi trả được. Lo gì, một ngày nào anh thật giàu có ha, sẽ trả lại cho tụi em. Còn bằng như kiếp này mà không trả được ha, thì phải hẹn lại kiếp sau, và phải trả cả lời lẫn vốn, chứ không cần đòi chi ân nghĩa. Em mới đùa với anh chơi thôi, chớ mọi việc đã yên ổn cả rồi. Dù sao tôi cũng phải bận lòng, không có cách nào giải quyết khác hơn. Nợ tiền sẽ có ngày trả được, còn nợ tình có trả phải không anh? Tôi đã thiếu nợ quá nhiều người, đều là món nợ thâm sâu. Anh hãy trả lại cho đất nước này bằng khối óc và đôi tay. Trầm Hương, mạch nhựa tươi mới cuồn cuộn của một mảnh đất vừa hồi sinh rất cần bàn tay của những người tuổi trẻ. Dựng nền móng từ hôm nay và ngày mai sẽ xây cất lên những lâu đài tráng lệ. Trầm Hương, em là một cô gái tuyệt vời, tôi vô cùng mến phục. Tâm hồn của chúng ta đã gặp nhau ở một đỉnh nào mà tôi chưa giải thích nổi. Trong trái tim nồng nàn đã lỡ mang mối hoài cảm yêu tha thiết mảnh đất Việt Nam và yêu Trầm Hương. Yêu anh.
trầm hương. Mình gặp nhau chưa em mà sao như quen rồi. Hò hẹn chưa nên lời mà tình lên môi người. Lại gần xuân đi em, mùa xuân không lo sợ, mùa xuân trao duyên nợ. Em chung tình trong biểu lộ ngăn niềm xúc động. Em muốn cùng anh cùng đi về cõi mong, cùng xây dựng quê hương và hạnh phúc riêng mình. Nè ông, mày có còn là bạn của tao không? Kỳ, mày nói gì vậy? Tao biết mày thông minh, mày học giỏi, đâu có gì làm tổn hại đến tình cảm thân thiết của tụi mình đâu. Mày hơn tao tất cả mà. Mày biết mày được mọi người thương yêu quý trọng, còn tao... Anh Kỳ! Kỳ à! Hương xin anh! Cô nín đi! Đây là chuyện tình cảm bạn bè của tôi, không liên quan gì đến cô hết á! Kỳ! Mày có uống rượu không? Mày có uổng khúc gì? Ai đã làm cho mày buồn, mày giận? Tao buồn! Tao buồn, tao giận tao thôi! Nam ơi! Một kẻ bất bài vô dụng, học hành chẳng ra chi thì đâu rớt đó má tao. Ba buồn ba khóc ba tao thì lặng lẽ giận. Nhưng còn người tao yêu đã nhìn tao bằng đôi mắt lạnh lùng, bao nhiêu tình cảm thiết tha như đã chôn sâu vào trong nỗi nhớ. Và những ước mơ của ngày đầu tiên gặp gỡ nay đã chìm lạnh ở trong lòng. Kỳ ơi, mày hãy bình tâm đừng quá xúc động nghẹn ngào. Chìm sâu trong nỗi buồn vô dòng, muốn nói ra mà nghẹn cứng ở tâm tư. Thì thôi, tao tự trách tao vô tài bất lực, ôm ấp trong lòng những ước mộng du dơ. Không xứng đáng được mẹ chiều cha quý, quý bỏ tôi sanh theo năm tháng mơ hồ. Kỳ à, hãy bình tĩnh lại đi Kỳ. Mình là bạn bè thân thiết, chưa một lần nào tao thấy mày xúc động như hôm nay. Bình tĩnh lại Kỳ. Chớ anh chớ đi qua, người Việt Nam đâu cũng quen thân, người Việt Nam đâu cũng ân cần. Kỳ ơi, đời người ai chẳng bao lần vấp ngã, cứ đứng lên đi cho nốt quãng đường đời. Bao sợ giật sâu và sợ luôn tâm địa của con người. Cha mẹ thương yêu, bạn bè quý mến, ai ai đã làm gì mà mày quá cất buồn đau. Tao với một cánh chim
vừa trúng đàn, nhìn cuộc đời bằng ánh mắt thương đau. Muốn trách ai thì không cách nào trách được, muốn buồn ai thì không nói được nên lời. Kỳ, mày cứ nói đi, tao không hiểu gì hết. Rồi một ngày mày sẽ hiểu. Nam, tao tin rồi mày sẽ hiểu. Rồi mày sẽ hiểu. Kỳ, anh Kỳ. Kỳ Trầm Hương, tại sao thằng Kỳ như vậy? Em có biết được chút gì không em? Có lẽ gia đình anh có điều gì không ổn. Anh không tin như vậy. Thầy là một người cao thượng tuyệt vời. Gia đình thầy được bao bọc bằng một lớp hào quang mẫu mực. Hơn nữa, dường như có điều gì như trách móc anh. Còn em? Em chỉ biết có một điều là yêu anh. Trầm Hương! Trầm Hương! Lạ quá, giữa Kỳ và Trầm Hương có điều gì không? Chào cậu. Dạ, chào ông. Tôi muốn tìm bà Huệ. Bà Tô thì Bạch Huệ, trước kia ở vùng Cây Điệp. Dạ, xin lỗi ông. Ông là ai mà ông tìm má tôi? Nhưng mà tìm có việc gì không ông? Cậu là bé Nam, Đào Duy Nam. Dạ phải. Nhưng sao ông lại biết tên tôi? Dạ xin lỗi. Nhìn ông quen quen, nhưng mà tôi không nhớ gặp ông ở nơi nào. Mau quá, mới đây mà đã lớn như thế này. Nam, con không nhìn ra ba sao Nam? Hả? Ông là ba của tôi hả? Ba nè. Hả? Phải rồi. Ba. Nam. Ba ơi. Ba, tấm hình chụp chung ngày trước. Đây nè ba. Đây Nam. Nè. Con. Ba ơi, con mừng quá. Con của ba. Ba về hồi nào vậy Nam? Ba? À, ba về mấy hôm nay. Ba ở khách sạn đó. Ba tìm kiếm địa chỉ mới của hai mẹ con. Khá vất vả. Má con đã vừa về đây cũng lâu rồi đó ba. Lúc ba đi con còn nhỏ quá, không mang con theo được. Ba luôn luôn tiếc trong lòng. Con cảm ơn ba đã nghĩ đến con. Nhưng còn một người, sao ba không quan tâm đến ba? Má con, hiện giờ bà ấy ra sao rồi con? Thưa ba, ba ơi, má con đã mỏi mòn chờ đợi đến hôm nay thì gần như đã kiệt sức. Đôi mắt má con đã mờ dần vì thức khuya dậy sớm. Đôi bàn tay đã yếu dần đi vì bao tháng năm cơ cực lo bao bọc đứa con thơ, nuôi dưỡng con ăn học trong hoàn cảnh thật khó khăn. Một thân cô đơn lay lắt giữa trường đời, tuổi hạt càng cao đau khổ lại càng nhiều. Ba có lỗi với con đã không làm tròn trách nhiệm. Hôm nay ba trở về để lo việc trước con đi, bù đắp lại cho con bấy lâu nay thua thiệt. Ba sẽ lo đủ đầy cho sự nghiệp tương lai. Thưa ba, ba ơi, nói thì nói vậy, chứ dù cho ba có thật tình lo cho má, con biết chắc rằng má cũng chẳng chịu đi đâu. Mười mấy năm qua bao dấu bể thương sầu đè nặng lên vai người cô phụ. Có những cánh sương bên ngọn đèn khuya mà tỏ má ngồi đếm từng mũi chỉ đường kiếm mà lắng nghe từng hơi thở con. Chỉ mong sao giấc ngủ bé thơ được đầy đủ yên lành, để sáng đến trường với nụ cười tươi tắn, buổi trưa về không quệ hoài bước chân con. Rồi ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ, con lớn dần lên trong mọi hòn của mẹ. Ôi những đó qua cuối buổi đầu xuân nở rộ, đâu biết cội cây kia nhớ sông đã khô dần. Nam à,
khách nào đến thăm con vậy? Tôi đây bà. Hả? Giọng nói này. Tôi là chồng cũ của bà đây. Ông Tiến. Đôi mắt của bà. Đôi mắt của má con giờ đã mờ lắm. Nếu con không tiếp tục vào đại học thì có lẽ. Nam. Bà má nói chuyện, con ra ngoài mua vài điếu thuốc. Tôi có nghe con kể về bao nhiêu nỗi nhọc nhằn cực khổ của bà. Đó là bổn phận của tôi. Mấy năm đầu tôi có liên lạc thư từ với bà, nhưng những năm sau tôi dời chỗ ở rồi chứ gì. Cũng một phần như vậy. Còn phần khác, bà thông cảm cho tôi. Thật ra tôi không có chút hy vọng nào được trở về quê hương đất nước. Tôi đã lấy vợ. Tôi đã biết rồi. Nhưng thôi, tôi không có gì phiền trách ông đâu. Tôi cũng không muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rúng, nơi mà tổ tiên chôn cất tử bao đời, nơi đã gắn liền với bao kỷ niệm buồn vui từ thời con gái cho đến tuổi gần bông xê. Trong lòng tôi chỉ có niềm ước cao nho nhỏ là giữ sao cho tròn trái tim người mẹ đối với con mình. Hôm nay tôi mừng vui vì con tôi đã nên dốc nên hình, dù không được đủ đầy trong cuộc sống nhưng cũng không có gì xấu hổ ở lương tâm. Đời tôi đã trải qua nhiều nỗi nhọc nhằn, chịu đựng với những điều bất trắc. Ông cũng không có gì phải tự mình dằn vặt vì mỗi chúng ta đã chấp nhận một con đường. Với thằng Nam tôi phải lo tương lai sự nghiệp. Ông nói vậy nghĩa là tôi phải bảo lãnh nó đi. Nhưng ông thằng Nam đâu ngu si què quắt, còn tương lai tôi tin là nó cũng chẳng thiết tha chi với tấm lòng nhân hậu quá muộn màng. Ở nơi đây cũng đã có bao nhiêu tấm lòng vàng, mở đường thênh thang cho nó vào đại học, và hôm nay nó đã đậu bằng kỹ sư. Tôi không biết bằng kỹ sư có lớn hay không, và cũng không cần biết có vượt qua cơn nghèo túng. Chỉ biết khi rằng trong trái tim người mẹ gửi trọn niềm vui theo ánh mắt của con mình. Bà quẻ điên quá, bên ấy nó sẽ làm ra nhiều tiền, nó sẽ lo cho bà một cuộc sống ấm no đầy đủ khỏi cái cực khổ như vậy. Còn bên ấy nó bỏ tôi sao? Thì vì cảnh nghèo thì bà phải cần tiền thôi. Không, tôi không cần tiền. Ông không hiểu gì hết. Tôi cần con tôi chứ không cần tiền. Ông nên nhớ, con gà mẹ hiền lành tiêu tích gói đàn, con chia từng hạt cốc, nhưng nó cũng sẵn sàng dương chiếc mỏ xòe đôi cánh để kháng cự đến kỳ cùng, sẵn sàng chết sống bất cứ loại diều hâu nào đến cướp con của nó. Bà nên nhớ, trên danh nghĩa tôi với bà vẫn là chồng vợ, trong khai sanh thằng Nam vẫn là con tôi. Thì sao? Tôi bảo lãnh nó đi rất là hợp pháp. Còn tôi giữ nó lại không hợp pháp hay sao? Nói thì nói vậy, chứ mọi quyết định đi hay ở là quyền của thằng Nam. Tôi tôn trọng ý kiến và tình cảm của nó.
miễn sao nó được vui sướng, thì dù có buồn đau cách mấy, tôi cũng sẵn dạ bằng lòng. Miễn sao cho đứa con mình được sung sướng đủ đầy và hạnh phúc bình yên. Còn riêng cuộc sống của tôi đã quen cơ cực từ lâu, không có chi phải bận lòng dành trọn vẹn cho con. Cảm ơn bà. Bà biết như vậy là tốt. Tôi sẽ gặp nó sau. Chào bà. Chào ông. Nam ơi, mà không biết con sẽ chọn lựa cách nào đây. Dù cách nào chăng nữa, má cũng chấp nhận vì con. Kỳ ơi, con bỏ đi đâu không cho má biết. Con có bề gì là má chết theo luôn. Kỳ ơi. Thưa cô, Kỳ đã sao ạ? Nó bỏ nhà đi 2 hôm rồi. Cô chẳng biết nó đi đâu. Cô mới nhắn tin nhờ con và thằng Hào đi tìm kiếm nó. Hào đâu rồi? Dạ thưa cô, anh ghé qua nhà của anh Nam. Đến đó anh chi nữa? Anh Kỳ nói nếu mà anh Nam có lỗi, bắt buộc phải đến đây xin lỗi cô và Kỳ. Nó đã vội vàng quên ân nghĩa, nó đã nhẫn tâm phản bội bạn bè, nó không xứng đáng để cho cô gặp mặt nó. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Kỳ con. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng trọng thành. Trời ơi, sao anh hư quá à? Kỳ ơi là Kỳ, con bỏ đi đâu không cho má biết. Má đã tìm kiếm con khắp mọi nơi, má phập phòng lo sợ. Má đừng lo gì cho con nữa, con đã lớn không rồi mà. Con phải lăn lộn với đời để cuộc sống thêm dày dạn nữa mà. Anh sai rồi, anh lên lầu nằm nghỉ đi anh. Ai nói tôi sai à? Kìa, Trầm Hương, em còn đến đây sao? Anh biết mà, anh biết làm sao em quên anh cho được. Ít nhiều gì cũng còn những kỷ niệm thân yêu của lần gặp gỡ ban đầu. Trong chiều lấp vất bay, nhìn em ngơ ngẩn trong hồn. Rồi hai đứa quen nhau, anh luôn giữ mong ngày sau. Bỗng nhiên em thay đổi lạ kỳ, làm anh cả tim anh. Kỳ ơi chờ quá đau buồn, mà con hãy đến tương lai, hãy đang lo sự nghiệp đời mình, nhớ lo gì theo bóng giai nhân. Em nói khi những lời phố bạc, mọi điều em dối gạt thằng này để theo đuổi thằng kia. Em không phải là em không phải là ma là quỷ, mà em chỉ là một thứ đổi dạ thay lòng. Anh mặc kệ, dù cho đổi dạ thay lòng đi nữa thì anh cứ yêu em. Cái gì kỳ cha? Ồ, anh Hào, đỡ anh ấy ra giùm em đi, tiếp giùm tay em đi. Nó nói yêu em đó, em đỡ nó đi. Trời ơi, cái gì mà kỳ vậy cha? Hào ơi, thằng Kỳ nó đang sai, nó không còn biết gì hết. Đỡ nó lên lầu giùm cô đi con. Mẹ sai khôn thiệt, người yêu của ai không cần biết. Nó uống rượu vô, cứ việc yêu giùm. Gì nữa đây, lãng nặng hoài. Uống mấy chai rồi mà nặng quá trời vậy. Thằng quỷ, bài đặt thất tình sai rượu. Thưa cô. Nam đó à? Dạ. Thưa cô, con đến để hỏi thăm Kỳ. Nó đã bỏ học lang thang, nó đã điên cuồng thất vọng, con có biết tại sao không? Thưa cô, con với Trầm Hương đã có gì với nhau? Trầm Hương đã nói yêu con và con cũng yêu nó. Vâng, chúng con đã thành thật yêu nhau. Đó. Nam ơi, con đã giết chết tâm
tình cảm của thằng Kỳ. Nó đã yêu Trầm Hương từ lâu lắm, và đôi bên gia đình định kết mối tư duyên cho hai trẻ nên nghĩa châu trần. Đợi đến khi hai đứa ra trường tốt nghiệp, hôn lễ sẽ cử hành. Bao nhiêu năm qua hai đứa có nhiều kỷ niệm, tình cảm hai nhà cũng luôn nồng đậm thiết tha. Tình yêu của tụi nó tưởng sẽ bền vững một đời, nào ai ngờ lại xảy ra quay quăng qua chuyện đời không sao lường được. Một phút giây nào phá tan mối tình xưa. Thưa cô, con chưa một lần được nghe đến chuyện trăm năm hai họ, cũng như chưa một lần được nghe Kỳ nhắc đến chuyện Trầm Hương. Con định đổ lỗi này cho ai? Thưa cô, con nào dám thế. Con chỉ ái ngại đau buồn gia đình cô đã đối với con vô cùng thân thuộc, đã truyền vào trái tim con một tình cảm nồng nàn. Anh biết như vậy là tốt lắm. Anh Nam, nhưng bây giờ anh phải nghĩ sao trước cảnh này. Anh Nam, một người đi với từng bông lúa rụng, em đem
Đúng một phần không đúng. Hào, thằng Kỳ nó ra sao rồi? Nó ngủ sai như chưa bao giờ được ngủ. Thưa cô, con xin phép cô cho con được tranh luận với cô Bích Hà này vài điểm. Được, các con hãy nói hết những suy nghĩ của mình để cô chọn một cách nào tốt nhất. Bích Hà. Dạ. Nghe nói đây. Đàng hoàng hay là lộn xộn? Nghiêm túc đấy. Được, nói đi. Tuổi trẻ chúng ta đều có nhiều ước mơ và trách nhiệm đối với thiên nhiên, đối với đất nước, đối với con người và luôn cả đối với tình yêu. Tất nhiên. Nghe nói tiếp. Cái chung nào là chẳng có cái riêng. Trong hạnh phúc ấm no của dân tộc phải có hạnh phúc riêng của mình. Đúng quá, nhưng mà hơi cũ. Ở đây, thằng Nam, thằng Kỳ đều là bạn bè thân thiết của anh. Dù cho hoàn cảnh khác nhau, nhưng mỗi thằng phải được đối xử bằng một cách công bằng trong tình cảm. Vô đề đi, anh đừng có lòng vòng hoài. Trong cuộc tình này, ai là người có lỗi, ai là người ở lại, và ai là người phải thầm lặng bỏ ra đi? Hào, mày đừng nói gì nữa hết. Tao biết cách chọn lựa cho tao mà. Thì mày sẽ ra đi về một phương trời nào đó, bỏ lại sau lưng một tình yêu vừa chớm nở để chôn chín mùa xuân trong giấc ngủ mê cuồng. Một chọn lựa đớn đau làm nát vụn cả hai tâm hồn. Và khi bỏ một ước mơ vừa kết tựu, số cuộc rồi chỉ buồn khổ cả ba thôi. Một chọn lựa không tìm ra lối thoát, và cũ xì theo loài quân từ ngày xưa. Mày tưởng ra đi là giữ trọn đạo nghĩa, nhưng thật ra càng lỗi nghĩa sai tình. Hào, cô nói gì lạ vậy? Cô không nghĩ tới cô sao? Cô chỉ có một đứa con duy nhất, nhìn nó buồn khổ, cô đau xót vô cùng. Hào à. Thưa cô, trái tim người mẹ bao la như trời biển, có bao giờ muốn con mình chịu khổ đau? Dù biết trong khổ đau kia còn nhiều khúc chiết, nhưng vẫn trung thành với tình cảm chở che. Ở đây cô muốn góp một phần tâm sự, biểu đạt tấm lòng với bè bạn thân. Lượng bao dung sẽ làm cho tâm hồn thanh thoát, và sớm lãng quên bao phiền muộn trong lòng. Thưa cô, nghe những lời con còn vụng dại, xin cô hãy niệm tình thứ tha cho. Ước mơ ngày mai khi mặt trời trở giấc, mọi việc qua rồi như một giấc mơ. Thôi được rồi, Hào và Bích Hà hãy về đi. Cô cần nói chuyện riêng với Nam một chút. Cô kính chào cô, Bích Hà. Dạ. Anh đưa em về. Con kính chào cô, anh Nam. Mong rằng chúng ta gặp lại trong niềm vui trọn vẹn. Nam, cô chỉ có một đứa con duy nhất, cô thương nó hơn cả bản thân cô. Thầy và cô đặt hết niềm kỳ vọng vào tương lai của nó. Thưa cô, con biết. Vậy mà giờ đây nó buồn đau tuyệt vọng, bỏ học lang thang say sưa đầu đường xóm chợ. Thầy con buồn nhưng chẳng chịu nói ra. Còn cô thì đứt từng đoạn ruột. Thưa cô, con đã vô tình gây ra điều phiền muộn, làm cho thầy cô phải lo lắng ưu tư. Thì thôi, con không còn cách nào khác nữa. Mai đây một phương trời nào đó, từng bước chân xa sẽ khép lại một thiên tình. Con đi rồi, mọi việc sẽ bình yên. Năm tháng xa cách người ấy sẽ quên
không có cuộc tình nào chờ đợi quá dài đâu. Con tính đi đâu? Chẳng nước hậu giang sẽ làm mát dịu lòng người, con sẽ quên dần bao kỷ niệm và hình bóng một người đã khắc đẫm mối tình thơ. Không thể đâu Nam ơi, miền Tây cách đây rất gần, bất cứ con ở nơi nào cũng khó xa nhau. Trầm Hương sẽ không vui lòng vì vẫn còn hy vọng yêu con. Thưa cô, con biết làm sao hả cô? Nam, bây giờ nghe lời ba mà con đi Mỹ. Con đây phải xa mẹ già và xa cả quê hương. Đây con sẽ thưa qua thầy già, mong thầy chỉ con đường đi. Nam ơi chớ nên nói thầy, thầy im chẳng đồng ý đâu. Rối như tờ, chỉ trong nơi lòng thầy thôi. Tình yêu con ở chốn quê hương, thương cô con giấu dùm cho cô cho kính câu chuyện này. Và lòng người mẹ thương con làm con xúc động bồi hồi. Con cũng có một người mẹ hiền trọn một đời hy sinh. Dù ở một phía trời xa xôi, con hãy vững vàng yên lòng, cô sẽ bảo bọc trọn đời con. Thưa cô, xin cô cho con suy nghĩ lại. Còn mẹ của con, thật tình thì con không thể con Nam, à. Nam ơi, hãy hứa với cô một lời đi con. Hãy thương thầy, thương cô, thương thằng Kỳ. Hứa với cô một lời đi Nam. Thưa hứa cô, đi Nam. Dạ, con xin hứa. Nam mà, con chọn lựa thế nào má bằng lòng thế đó. Con đừng bận tâm lo cho má, má tự lo cho mình được mà con. Má à, coi kìa, con trai mà sao mềm yếu vậy? Chắc còn lâu con mới có thể đi được. Không lâu đâu má. Mà lâu hay mau gì, con cũng đi thôi. Sống với má được ngày nào, má vui ngày ấy. Má, con đi rồi chẳng biết má sẽ ra sao. Má sẽ trở về quê ngoài, sống hết những ngày tháng cuối của cuộc đời. Dù sao cũng là nơi chôn nhau cắt rung, cũng còn bao nhiêu là quyến thuộc bà con. Má ơi, đã lâu rồi con không về quê ngoài. Con nhớ những ngày mở hội cúng kỳ yên, khói tỏ hương bay ngào ngạt cả đình làng, tiếng trống chầu hát bội nôn nao lòng thơ trẻ. Rồi đây con sắp rời xa má, xa cả vườn cao quê ngoài thân yêu. Về một phương trời đời con chẳng sao, nơi đất là trời xa, lòng lắm xót xa. Con thương cho má, lẻ loi chỉ con
một ai thân thuộc, con phải lo giữ lấy thân mình mà nghe người ta nói xứ ấy lạnh lẽo quanh năm, không có má ở bên con, biết lấy ai săn sóc ân cần má, con chỉ lo cho má trong những tháng ngày còn lại. Phải sống bơ vơ một bóng một hình, con sẽ cố gắng để quay về để lo đền trả biết bao ân nghĩa thâm sâu. Anh Nam, anh ác lắm, anh chỉ nghĩ đến bản thân mình, không hề quan tâm đến những người đã dành trọn cho anh bao tấm lòng thương mến. Lại, em không hiểu hết được đâu em. Em dốt nát, em không hiểu hết những điều sâu sắc. Nhưng tình cảm của con người, không lẽ cũng phân ra trái tim trí tuệ và trái tim đần độn ngu ngơ sao? Không đâu Lại, em à, em đừng nghĩ vậy, nào ai dám nghĩ rằng em dốt nát. Bao giờ anh cũng nhìn em bằng đôi mắt đầy thương hại như loài chim sẻ chim sâu. Nhưng anh trăng trong thương hại ngọn đèn mờ và ngăn cách muôn đời trong tình cam. Chiếc thuyền nhỏ không vượt nổi trường gian dài rộng cũng ấm áp hoàng hôn theo lượng sông đôi bờ. Nhỏ nhói như loài có dài mọc ven hồ, không bao giờ được anh lưu tâm để hay gợi chút lòng thương cảm vô giờ. Em tuổi buồn chứ không có gì tuổi hổ, vẫn miệt mài học thêm chữ nghĩa từng đêm, chỉ mong khoảng cách đôi bên thêm gần lại và xóa đi trong lòng bao mặc cảm. Lại à, em đừng hiểu anh như vậy, hoàn cảnh của chúng ta có khác gì nhau đâu. Em đối xử với mẹ anh vô cùng tốt đẹp, anh quý em như người thân thuộc trong nhà. Lại, em đừng nghĩ vậy với em. Anh Nam, bác cho em biết là anh sẽ ra đi, và sự ra đi ấy làm cho bao người thân nát ruột tan lòng. Nhưng dù anh có ra đi hay ở lại thì em vẫn xem bác là người mẹ muôn đời. Em thay anh chăm sóc cho người bữa cháo bữa cơm sớm hôm kề cận, gắn bó trọn đời tình nghĩa thâm sâu. Có lúc nào anh buồn với nỗi nhớ quê hương, hãy hướng mắt về nơi vùng trời quê mẹ, có mái tóc ba sương gọi dần trăng say, mẹ mỏi mòn hồng bếp lửa chờ anh. Chào chị Thợ Mai. Chào cô nữ sinh viên. Anh Nam đã đậu kỹ sư. Cô đậu bằng cấp gì? Em còn đang theo học mới năm thứ hai. Anh Nam, làm gì đứng ngẩn ngơ vậy? Tiếp bạn gái đi, em vào trong với bác. Trầm Hương, chúng mình sắp chia tay nhau, chia tay vĩnh viễn rồi em à. Có gì mà căng thẳng quá vậy anh? Em đã biết rồi. Anh sắp đi Mỹ chứ gì? Em có tin không? Cũng một phần. Đó là sự thật đó em. Nếu là sự thật, sao mẹ anh, em phải là người được biết đầu tiên. Em cố cho là như vậy à? Chắc chắn là như vậy. Em làm gì mà quan trọng đến thế?
là người được anh yêu thương hơn tất cả. Sao mẹ anh? Tội nghiệp cho cô quá, cô đã lầm rồi. Mọi thứ khác còn có thể lầm lẫn, trong tình yêu không lầm lẫn bao giờ. Cô tưởng là tôi yêu cô thật à? Chắc chắn là yêu thật. Cô quá tự tin với mức độ điên cuồng. Anh này lạ thật, không tin nhau thì làm sao có thể yêu nhau? Nhưng tôi không bao giờ yêu cô, cô nghe rõ chưa? Anh Nam, anh hãy quay mặt lại nhìn em, đừng che giấu những ân tình trong khóe mắt. À, cô muốn kích động đến một điều gì khác nữa à? Đến một bản trượt cá gian dần mà người xưa đã viết đi viết lại biết bao nhiêu lần. Ồ, cô sắc sảo quá, thật tình tôi không thể nào hiểu nổi. Nam ơi, dù chúng ta chỉ mới gặp gỡ nhau thôi, nhưng hồn sâu lắng như một bài thơ, tình sử như nghệ sĩ tài quả, chúng ta dài nét vẽ đã thành hình ảnh nguyệt nhuộm gương tu hành ngộ nhau. Đây đâu phải chuyện tình cờ mà sớm hết chiều tan như sương khói, trong ánh mắt xa xăm không dấu che nỗi buồn dịu dời thì mai một đây, dù kẻ chân mây người cuối phương trời cũng chẳng xa tôi khi hoài cảm nhiếp chúng hồi. Dù biết gần nhau chưa phải yêu nhau trọn vẹn, nhưng nỗi chia xa sẽ phai nhạt dần thôi. Nam ơi, em không sợ mất anh đâu, mà sơ hoài bao sẽ quá thành hư ảo. Bao nhiêu ước mơ sụp sôi, lòng tuổi trẻ bóng chìm sâu trong biển nước vô tình. Trầm Hương, anh xin lỗi em vì những lời đã nói, lòng anh bỗng nhiên như cuồng dại đầy mây. Quê người nhớ như mùa đông giá rét, anh phải mặc cho thật ấm để vơi bớt nỗi nhớ quê hương. Anh cảm ơn em. Nam, Trầm Hương. À, dạ con kính chào thầy. Con kính chào thầy. Nam, mấy hôm nay chắc con bận nhiều nên con không đến thăm thầy được. Dạ thưa thầy, không phải vậy đâu thầy, tại vì con không dám gặp thầy. Sao vậy? Ít nhất thầy trò mình cũng phải hàn huyên chia biệt, sự ra đi của con thầy cũng phải biết một phần nào chứ. Thưa thầy, con thật vô cùng có lỗi, đã phụ lòng thầy dạy dỗ lo lắng bấy lâu nay. Thầy nhớ trong bản luận án con viết về đồng bằng sông Cửu Long, một mảnh đất tuyệt vời, nơi chính con rồng giao đầu ra biển cả, nơi mà thiên nhiên đã tận tình ban thưởng cho dân tộc ta cánh đồng vàng
ngừng như nhịp thở núi sông mình. Con đã yêu quý tận tình rồi nỡ bỏ đi sao? Thưa thầy, thầy ơi lòng con quá xót đau, phải bỏ lại trái tim mình với bao nhiêu nỗi niềm mà con ôm ấp từ lâu. Những lời thiết tha tâm sự mà thầy đã ân cần gửi trao, anh phải ghi mãi vào tim, núi sông mẹ và nghĩa ân. Thôi, mục đích thầy đến đây hôm nay là để thăm con và gửi lời thăm mẹ con. Còn việc khác, thầy trò mình sẽ trao đổi riêng. Dạ, con kính vâng lời thầy dạy. Trước ngày con đi, thầy sẽ mở buổi tiệc để cho con gặp gỡ các bạn bè. Dạ, con kính mang ơn nghĩa của thầy. Thôi, thầy về. Trầm Hương, dạ, có thể cùng đi với thầy một đoạn. Thầy cũng có chút việc với riêng con. Kính vâng lời thầy dạy. Anh Nam, em về. Xin gửi lời từ giả bác. Em về. Dạ, con kính chào thầy. Bà lại đi làm tóc à? Gần cả tháng nay rồi còn gì nữa. Ngày mai có được không? Hôm nay tôi có đãi tiệc mà. Có khách quý nào đâu, chỉ có mấy đứa học trò. Mà ông lạ thiệt, học trò ra đi thì phải đãi thầy. Tại sao thầy phải đãi nó? Không có nguyên tắc nào bắt học trò phải đãi thầy đâu. Tôn sư trọng đạo là ở tấm lòng mà. Thì ông cứ đưa tiễn nó đi, cần gì phải có mặt tôi. Sự có mặt của bà rất cần thiết hôm nay, cho đủ đầy trong buổi chia tay, cho thằng Nam đôi tiên giả từ. Bà có gì không vui cũng nên nói hết, để cho lòng khỏi thắc mắc về sau. Việc nó đi chẳng có liên hệ gì đến tôi. Tôi không thấy buồn, tôi cũng chẳng thấy vui. Hay là thằng Nam nó đã nói gì với ông vậy? Nó nói với tôi nó muốn gặp bà. Gặp tôi làm gì? Ông có biết hay không? Gặp bà để nó có đôi lời giả biệt. Con kính chào thầy cô. Thầy và cô đang trong con đó. Ở đây chỉ có ba người, rất tiện để tỏ bày tâm sự. Thầy muốn biết tại sao con vội vàng quyết định ra đi. Chắc nó bị ràng buộc tình cảm riêng tư gia đình. Bà sai rồi, tình cảm gia đình chắc chắn không ai quý hơn mẹ nó. Tôi không tranh cãi với ông nữa, tôi vào trong sắp xếp tiệc tùng đây. Nam, thầy muốn hỏi với con một điều. Phẩm tiết con người không phụ thuộc vào kẻ khác, mà nó nằm trong tự bản thân con. Thưa thầy, đây là một sự tự nguyện âm thầm. Như thầy đã dạy, người ta chỉ sống đầy đủ khi biết sống cho kẻ khác. Đừng phí phạm lòng cao thượng, sự hy sinh một cách vô nghĩa. Thưa thầy, sao người ta nói tính cao thượng, lòng nhân ái, không hề biết tính toán về hậu quả của nó làm? Không phải vậy đâu con. Người ta sẵn sàng cho kẻ nghèo một bát cơm, chứ không ai lại đưa cho tướng cướp một thanh gươm bén. Nhưng thôi, có gì đâu phải nhọc lòng trong đưa tiễn. Niềm trắc ẩn nào rồi cũng sẽ phôi pha. Theo thời gian trần chất qua đời, thầy ngồi bấm đốt ngón tay, chợt nhớ ra đã già rồi. Dù lòng vẫn còn khát khao đi tiếp đoạn đường sau, nhưng ngọn đuốc lũng tàn chỉ lẻ lối khúc dây thôi. Thưa thầy, thầy đã đóng góp trọn đời mình, không có gì phải hối tiếc bâng khuâng, chỉ có con là kẻ vô tình. Lòng thầy đã tình yêu, rồi đây con sẽ đền bù trả lại ơn đất nước và chút nghĩa thầy. Bao nhiêu tâm
tâm quyết nồng nàn, con nhớ gìn giữ trong tim. Thưa thầy, những lời dặn dò quý báu của thầy con không bao giờ quên được. Nếu thầy có đủ điều kiện và hoàn cảnh giữ con ở lại thì con có chấp nhận không? Thưa thầy, ý của thầy đối với con gần như là tuyệt đối. Được rồi, Hào và Bích Hà đã đến, con và chúng nó chờ Trầm Hương và thằng Kỳ một chút, thầy vào trong ạ. Dạ. Anh Nam, sao buồn quá vậy? Nó buồn là phải, xưa nay vẫn xem nó như một người anh mẫu mực, mà bây giờ lại muốn cho nó phải đi xa. Như vậy mới xứng đáng chứ, là một người anh mẫu mực mà. Thằng Nam nó hiền, gặp anh mẫu hàm cũng không cần, chứ đừng có nói gì mẫu mực. Anh Nam, anh đừng có buồn giận vì những lời nói của em nha. Em làm gì mà anh phải buồn giận? Những lời nói của em chỉ là một ý kiến, sự chọn lựa của anh phải có ý kiến của em chứ. Nhưng thực sự lòng của em cũng muốn là cuộc tình của anh và Trầm Hương tan vỡ. Anh cũng biết rõ trong trái tim đen của em muốn gì. Phải, dù sao em cũng chỉ là một người con gái, cũng biết yêu thương, hờn ghen và nhung nhớ. Thì tại sao em không thể dựng xây một giấc mơ nho nhỏ trong lòng? Anh cũng đã yêu em và từng đưa đón em biết bao nhiêu lần, nhưng em chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đầy xa lạ, hoặc như một người đùa giỡn để vui chơi. Tánh của anh thật tình em không hiểu nổi, mọi việc trên đời như một cuộc đùa chơi. Người ta buồn á, anh lại cười vui hễ hả, còn người ta vui thì anh lại nước mắt đầm đìa. Chuyện buồn đau của tôi chưa chấm dứt á, bỗng dưng là tiếp nối chuyện của hai người. Thôi cho tôi xin đi mà. Tại anh không lưu ý, chứ chuyện của anh có quan hệ đến chuyện này đó. Bích Hà, Bích Hà ơi, em tưởng là anh không biết rõ sao em. Anh đùa vui để lấp đi nỗi buồn sâu kín. Đàn ông đâu ai lại buồn đau u rũ, kẻ buồn đùa chưa hẳn đã còn niềm vui. Anh thường chen lẫn giữa và thật, người con gái nào biết anh thật hay. Anh biết dù nói thật cũng đâu ai tin được, chuyện giả chân trong tình cảm mấy ai lường. Vậy thì anh đừng có trách người ta. Ngu sao lại trách cánh hoa bên đường. Anh về học lại yêu thương, học chi cho nỗi đoạn trường dài. Tình yêu gì mà cứ đoạn trường không vậy? Mày thì rảnh quá rồi, thằng Nam thì còn dài dài nữa. Trầm Hương và Kỳ, hai người đi đâu về vậy? Tao và Trầm Hương đi sắm một mớ hành trang. À, cho ai vậy Kỳ? Cho thằng Nam hoặc cho tao. Điều gì mà có vẻ bí mật vậy ta? Trầm Hương, em hãy ở lại đây, anh vào trong nhà cất cầu đạn. Anh Kỳ, em mang tiếp cho. Tao cũng theo luôn, chứ ở lại đây khó lòng mà cầm nước mắt. Trầm Hương ơi, những áng mây chiều trôi nổi xa xôi, có ai biết được nó mang theo niềm tâm sự. Nếu mai đây nơi phía trời tha hương diễn tái, anh dõi mắt xa trong dần trăng quê ngoài mờ phút dưới chân trời. Sống vô đò quê tôi
tôi âu thơ mẹ đưa con đi chợ Tết trên chuyến đò khuya quắt lạnh sương mai. Dòng sông bình yên nước lớn ngập đôi bờ trăng rụng dài trên sông đường ra chợ tình. Anh có ra đi nơi phía trời xa lạ, hãy nhớ về nơi kỷ niệm ngày xưa. Kỷ niệm nào đẹp bằng tuổi ấu thơ, mùi hương nào bằng hương cao quê ngoài. Nam ơi mỗi chúng ta chỉ có một quê hương, một đất nước dưỡng nuôi ta khôn lớn. Từng hạt sữa trong trái tim người mẹ già tiếng hát ô ơ em ở giấc trưa nồng. Nhịp dòng đông đưa theo ngày tháng Việt Nam ơi bài thơ mẹ dài theo thế kỷ góp nhặt muôn đời chưa cạn hết tình sâu. Lắng nghe tiếng sự tan ngọt mềm hơi giọng khô giọng hò dịu giặc thu nghe khúc ca dâu. Ai về vết lúa Hà Đông nghe câu quan họ chất lòng ngẩn ngơ. Nam à, tao có xin ông già một chai rượu thuốc. Tao muốn cùng mày đôi ấm, gọi lại chút tình hai kẻ tiễn đưa. Mày không còn buồn giận tao nữa à? Tao có gì đâu mà giận mày. Nam à, mình còn trẻ, uống vài chung rượu chia tay đi mày. Tao cảm thấy mình giống như những nhân vật thời xa xưa nào đó. Mà thôi, thời nào cũng vậy, cũng bèo họp rồi cũng mây tan, cũng chia ly, cũng bệnh rịnh. Nhưng mà tao với mày á, không biết rồi sẽ ai tiễn đưa ai nữa. Kì, mày nói gì tao không hiểu. Người lau nước mắt dài hôm nữa đây, biết đâu tao sẽ là người đi trước, thì còn biết lấy ai là người đưa tiễn phúc lên đường. Dài chung rượu tiễn đưa cũng an ngồi được tâm hồn. Sao bỗng dưng mày có những lời xa lạ làm cho tao ngơ ngẩn cả tâm. Thật tình ra không có gì xa lạ hết. Tao ra đi là nguyện vọng của ta tao. Một kẻ ra đi thì một người ở lại, để mai sau cùng xây dựng nón sông mình. Anh Kỳ, anh nói thật vậy sao? Tại sao thầy phải ép anh như thế? Không, ba muốn tao mau tiến đạt, buộc tao sang Úc tiếp tục học hành. Lòng cao thượng nên bình yên thanh thản để lên đường. Kìa, còn chuyện trầm hương, đôi bên đã định ước rồi, sao mày lại ra đi? Không, Nam à, trầm hương chỉ xem tao như là một người bạn, và đã dành cho mày trọn một tình yêu. Tao và trầm hương đã hết lời tâm sự, nên cõi lòng tao thanh thản ra đi. Mày ở lại góp phần cùng đất lạ quê người. Anh Kỳ, thầy đã giải quyết như vậy à? Đúng, thầy thấy như vậy là hợp tình hợp lý nhất. Không, tôi không đồng ý như vậy. Các người ác lắm, các người ác lắm. Bích Hà, đừng gọi cô ấy lại trầm hương. Tại sao vậy Hào? Cô ấy đã thầm yêu thằng Nam từ lâu lắm. Tội nghiệp cho tuổi trẻ. Các con hãy tìm cách an ủi Bích Hà. Cô xin cảm ơn thầy. Trầm hương. Dạ. Con hãy cùng đi về với Nam.
báo tin này cho mẹ nó biết. Mẹ nó biết được tin Nam ở lại, bà ấy như uống thuốc hồi sinh vậy. Con xin cảm ơn thầy và cô. Thôi hai con đi đi. Dạ. Rồi sẽ trở lại đây dự tiệc đưa tiễn thằng Kỳ. Dạ thưa thầy, tôi con đi. Thầy dạy.